Trước thềm hôn lễ, bạn trai Đỗ Mỹ Linh mong ước điều này. Bạn trai Đỗ Mỹ Linh mong muốn có được tình yêu giản dị, hạnh phúc như ba mẹ. Thông tin Đỗ Mỹ Linh chuẩn bị lên xe hoa với Đỗ Vinh Quang, con trai bầu hiền khiến khán giả đứng ngồi không yên. Mới đây, trên mạng xã hội chồng tương lai Đỗ Mỹ Linh đăng tải hình ảnh của đấng sinh thành kèm lời chúc sinh nhật ý nghĩa. Kỷ niệm 34 năm ngày cưới của ba mẹ hình mẫu lý tưởng mà con hướng tới. Đỗ Vinh Quang là con trai thứ hai nhà bầu hiền. Không chỉ được công chúng biết đến là ông bầu có tiếng mà cuộc hôn nhân hạnh phúc bên bà xã kín tiếng của bầu hiền khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ. Phía dưới bài viết của cậu út, nhiều người gửi lời chúc mừng tới bầu hiền. Chú cô là thần tượng, hình mẫu lý tưởng niềm tự hào của tất cả chúng ta. Cháu chúc cô chú sức khỏe hạnh phúc mãi mãi. Hình mẫu lý tưởng mà mọi người đều muốn hướng tới. Chúc cô chú luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Chúc cho tình yêu của Linh, Quang luôn luôn hạnh phúc, tràn đầy những điều ngọt ngào như ba mẹ em nhé. Hôn lễ của Đỗ Mỹ Linh được diễn ra vào ngày 23 tháng 10 tới. Được biết, đám cưới của người đẹp được tổ chức tại một khách sạn cao cấp ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đàng hậu cho biết, tháng 10 lúc nào cũng là một tháng thật nhiều sự kiện và ý nghĩa với Linh và từ bây giờ sẽ lại có thêm một ngày kỷ niệm vào tháng 10. Linh cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của mọi người dành cho Linh và anh Quang trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn mọi người vào một ngày thật đẹp cùng mùa thu Hà Nội.